liên tiếp xảy ra mưa lớn hai ngày qua đã gây sạt lở đất, làm sập nhà công vụ của trạm y tế xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Mưa to kéo dài khiến đất đá ta luy dương sạt xuống, làm đổ sập 4 phòng lưu trú công vụ của trạm y tế xã Nậm Ban và làm hư hại nhiều đồ đạc bên trong. Rất may không có thương vong về người. Ngay sau khi xảy ra lở đất, Ủy ban Nhân dân xã Nậm Ban đã cử lực lượng hỗ trợ sơ tán người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc và các ngành chức năng đã đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang chỉ đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thông tin kịp thời đến người dân khu vực có nguy cơ ngập lụt để chủ động phòng tránh, sẵn sàng tổ chức di dời sơ tán khẩn cấp người dân ở hạ lưu hồ, đập, khu vực trũng thấp, ven sông có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét đến nơi an toàn.